Rồi, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Minh Nhật Ba anh nhá. Chúc bà con một năm mới sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng, đặc biệt là hanh thông trong tất cả các công việc bà con nhá. Và hôm nay thì bên em có lên video review báo giá trực tiếp cho bà con một cái lô máy sới đa chức năng đến từ rất nhiều thương hiệu như là Kubota, Honda, Yangma, Mitsubishi bà con nhá. Bốn thương hiệu máy nông nghiệp rất là lớn của Nhật Bản, chuyên làm đất, công việc nặng bà con nhá. Thì hôm nay em sẽ lên video review và báo giá trực tiếp cho bà con. Thì giá hôm nay thì em có báo giá lên các cái mặt máy đây bà con. Đấy, các cái mặt máy đây bà con nhá. Có ví dụ như con số 1 này là giá chỉ có 7 triệu 2 thôi. Là em bao ship tới tận nhà cho bà con và bao ship toàn quốc bà con nhá. Bao ship tận nhà và bao ship toàn quốc. Đó thì bà con cứ xem video thì muốn quan tâm hay là muốn chốt con máy nào thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video. 0967702477 nhá. Đó, bà con cứ gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo. Đó, địa chỉ cửa hàng của bên em tại thuộc huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bà con nhá. Bà con cứ đến trực tiếp cửa hàng hoặc là ngồi tại nhà mua hàng cũng được, không sao, em sẽ ship tới tận nhà mà. Rồi, hôm nay thì em có báo giá các cái dòng máy như Kubota đây, như con máy số 1 đây thì giá chỉ có 7 triệu 2 thôi. Chuyên cày đất à, các cái dòng máy hôm nay em lên video đây là làm các cái công việc chính, đó là chuyên là cày đất này, sới đất này, phay đất này, rồi là kéo cày trâu, cày lật này, gắn bánh lòng bừa, ruộng nước, ruộng thụt này, kéo thùng, kéo rơ móc bà con nhá. Đó, làm rất nhiều tính năng. Đặc đây các cái dòng TG750 này. Đó. Rồi là Mitsubishi này, Mitsubishi bà con nhá. Đó, Yangma này, 8 ngựa này, các cái dòng đây là có một con máy Yangma ITA 5S chạy dầu nhá, chạy dầu vừa đề nổ vừa giật nổ. Và có một con Mitsubishi sử dụng là côn lá. Sử dụng côn lá bà con nhá, cực kỳ VIP luôn. Đây, giá em có báo đây. Là chỉ có 10 triệu đồng thôi là bao ship tới tận nhà. Một con máy là rất là lâu rồi mới có được con máy côn lá như thế này, rất là VIP như thế này bà con nhá. Đó thì bà con quan tâm hoặc là muốn chốt con máy nào, em có đánh số thứ tự trên các cái mặt máy đây thì bà con chốt thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Đấy, số điện thoại là 0967702477 bà con nhá. Rồi ok, cũng không để bà con chờ đợi lâu. Và đặc biệt là hôm nay là em có các cái phụ kiện đây bà con. Phụ kiện như là bánh lồng siêu đại này, bánh lồng đại nhá, bánh lồng lớn, bánh lồng siêu lớn luôn. Và lưỡi cày trâu cày lật này, lưỡi cày trâu cày lật nhá, của Nhật bà con nhá. Cày trâu của Nhật này. Đó. Nó có thể trở mặt được này, xoay cổ được này, cổ xoay được này, mặt trở được này. Đó, rất là linh hoạt nhá. Và cặp bánh bám rất là lớn của Nhật, đi trên nền đất ruộng thụt, ruộng lầy hay là bừa ruông bừa đồng bà con nhá. Con này mấy các cái dòng máy hôm nay em quay là các cái dòng máy lớn. Đó nên là bà con quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Rồi. Tất cả đều là tháo được dàn phay nhá. Tất cả các dòng máy hôm nay ở đây đều tháo được dàn phay đuôi bà con nhá. Đều tháo được dàn phay đuôi, dàn sới đuôi để mà kéo cày trâu, cày lật, kéo thùng có rơ móc nhá. Đó, rất nhiều tính năng. Rồi, con số 1 đây là con máy mà công Kubota, công suất là 7 ngựa đến từ thương hiệu là Kubota T702, số của nó là T702. Con số 1 này, giá của nó chỉ có 7.200.000 bà con nhá, là bao ship tới tận nhà cho bà con. Con này thì cũng rất là lớn, liềm rất là dài và to, đặc biệt là của nó sườn của nó rất là trường bà con nhá. Cục tạ còn riêng nguyên. Đó. Con này thì động cơ 7 ngựa đây đây. Tem của nó bị mờ mất rồi. 7 ngựa nhá. Cơ của nó là 7 ngựa. Thì nó cũng rất là mạnh mẽ. T702. Đó. Hộp xích rất là lớn luôn bà con này, hộp xích cực kỳ lớn luôn. Vì sao rất trường và dài nhá. Con số 1 giá 7.200.000. Cốt tất cả máy hôm nay đều là cốt lục giác bà con nhá. Cốt bên trong lục giác này, bên ngoài lục giác rất là thuận tiện. Tức là bánh bám và bánh lồng này là chỉ việc là cắm vào là xài thôi chứ không phải là độ chế hàn xì gì hết nhá. Cắm vào là chạy thôi ạ. Rồi rất đơn giản thôi. Còn các cái dàn phay này đều tháo ốc ra, đều là rút chốt ra, là tách rời ra, là kéo cày trâu cày lật, kéo thùng kéo rơ móc đều ok hết nhá. Bừa ruông, bừa ruộng nước, ruộng thụt, rồi là kéo cày trâu cày lật, bừa ruông bừa đầm nhá. Nói chung là làm rất nhiều tính năng. Rồi Kubota T702, con này số của nó sẽ có đi 6 số tiến, 1 2 3 4 5 6 số tiến và 2 số lùi nhá. 6 tiến 2 lùi. Đó, kết hợp với lại cần thỏ rùa nhanh chậm đây. Thì 6 tiến 2 lùi nhá, có gài côn miễn bị tuột mất cần gài côn. Có côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải thì chuyển phải nhá. Đó, gài côn trên tay. Tay ga trên tay đây. Đó. Rồi là có cần sới là có số thỏ rùa nhanh chậm nhá. Bà con. Cần số sới là có số thỏ rùa nhanh chậm luôn này. Có số thỏ rùa nhanh chậm bà con nhá. Đó, cực kỳ VIP luôn. Rồi dàn phay của con này nó rộng tầm khoảng 1 2 3 4 tầm khoảng 80 phân bà con nhá. 80 phân phân cho cái dàn phay này. 80 phân. Và con này thì nói chung là nó là một con máy đang sử dụng động cơ xăng 7 ngựa. Tuy là 7 ngựa thôi nhưng mà cái khung sườn của nó cũng khá là trường và dài nhá bà con nhá. Đặc biệt là cái gầm này của nó rất là cao để mình có thể bừa ruộng nước của thụt hoặc là sới đất thịt, đất cứng. Sới đất thịt, đất cứng, đất sỏi đá, đất pha cát, đất có cỏ là đều được hết bà con nhá.
Đó thì hôm nay tất cả các cái dòng máy này đều sẽ làm được cái tính năng như vậy. Và con máy này là con máy đời tầm trung thôi, giá chỉ có 7.200.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con. Đó, rất là VIP bà con ơi. Rồi đây, đây là cái liềm sới của nó nhá. Đó, liềm sới của nó rất là ngon luôn, chỉ hơi rỉ sơn chứ thôi, chưa có mòn nhá. Con này liềm sới rất là dài, siêu dài luôn, con này liềm sới hơn găng tay luôn này. Hơn một găng tay nhá. Rồi, còn số 1 đây, T702 được. Rồi gần đây đó, có một tạo lên đèn nón đây. Rồi con số 1 giá là 7.200.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con nhé. Đều gắn được cày trâu, đều gắn được bánh bám cái cày trâu, đều gắn được bánh lồng bừa rộng nước nhá. Đó, rồi tiếp tục là con số 2. Con số 2 là con máy Kubota TG750, là một con máy mà đời cực kỳ cao của Kubota. Một con máy mà thiết kế đối với một cái truyền thống gọi là độ bền bỉ là siêu cao, đặc biệt là khung sườn chắc chắn. À, số của nó thì lại rất nhiều số trong tất cả các cái dòng máy, đó là 8 số tiến và 4 số lùi. 8 tiến 4 lùi bà con nhá. TG750 nó là một cái gì đó rất là nền nỉ của Kubota, cực kỳ tiết kiệm xăng, đặc biệt là phụ tùng thông dụng. Đó. Đấy, thì nó cũng là một trong những cái dòng mà con này công suất là 7 ngựa rưỡi, em phải gai số lại cho khỏi trượt đấy. Đây. Con này thì nó là một trong những cái dòng mà đây bà con nhìn thấy là đây cũng là một cái phân khúc Kubota 7 ngựa, nhưng mà nói về đời máy là con này nó sẽ thua con này rất nhiều. TG750 hiện tại đang sử dụng động cơ là 7 ngựa rưỡi của Kubota, động cơ OHV bà con nhá. Động cơ OHV. Đây, động cơ này. OHV, con này thì đèn đóm đầy đủ hết. Đây động cơ này, động cơ Kubota OHV bà con nhá. Công suất của nó là 7.5 PS. GH250 thực chất ra là 8 ngựa đấy, nhưng mà con này nó là sới. Các cái dòng này đúng ra nó là 8 ngựa cơ, nhưng mà nó là sới lớn nên là nó giảm vòng tua lại, nó chỉ còn 7 ngựa rưỡi thôi. Tại vì sới lớn này nó hộp số của nó rất là lớn, nó qua chuyển động rất là nhiều nên là lực tì đè của nó rất là cao. Nó cái moment xoắn của nó rất là cao nên là nó độ sới nó rất là khỏe. Đó, GH250 7 ngựa rưỡi nhá bà con nhá. Lốc máy đây, động cơ HV. Con này giá của nó là đi 14 triệu bà con nhá. Con số 2 giá 14 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đó, Kubota TG750 chạy xăng 7 ngựa rưỡi. Dàn phay có thể tháo tách rời ra này, kéo cày trâu, cày lật, kéo thùng cái remote. Con này thì rất là đẹp luôn bà con. Thực sự con này rất đẹp luôn. Chỉ là hơi lấm tấm cái sơn của cái này thôi. Đây, tem mác đây, bánh lốp đây. Đấy. Bánh lốp là cũng cốt lục giác này, cốt lục giác nhá, bên trong lục giác, bên ngoài lục giác. Bánh rất là trắng tinh, chưa rạn nứt này. Bánh 500-12 nhá, cực kỳ to luôn. Đó, 500-12. Rồi số con này thì rất là nhiều số rồi bà con. Đây con này thì hơi lấm tấm chầy sơn, tại vì là do là quá trình vận chuyển nó bị chầy chùa thôi, chứ không phải là rỉ sơn đâu nhá. Rỉ là khác. Đó. Chầy nó là đây, nó là chầy này, được chưa? Còn rỉ nó là mấy cái chỗ này này. Đó, đây gọi là rỉ sơn này. Đó. Rồi, số của nó đây nó sẽ có đi đây. Quay cái ngoại quan bên ngoài đã, tổng quan bên ngoài đã, đúng chưa? Ốc áp các cái điểm ốc chấm ốc này của nó còn rất là đẹp luôn. Thực sự gieo bừng còn ok hết nhá. Đó, con này giá 14 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi đây số của nó sẽ có đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số tiến này. 7, 8 số tiến và 4 số lùi nhá. 8 tiến 4 lùi. Đó, có công tắc tắt máy, có công tắc tắt đèn này. Rồi là kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm trực tiếp ở trên tay này. Có côn visa chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải thì chuyển phải này. Do gài côn trên tay. Đó, có giật nổ trên tay này, giật nổ trên tay nhá, kéo le ở trên tay luôn này. Đó, thỏ rùa nhanh chậm trên tay, gài côn trên tay. Có phanh, đây là cần bóp phanh nhá. Rồi là có gài chân trống này. Nói chung là tất cả mọi thứ là điều khiển ở khu vực trung tâm này hết bà con nhá. Đó, mà giá chỉ có 14 triệu thôi là bao ship tới tận nhà. Bừng bếp của nó đẹp đẽ nguyên đây bà con. Dàn phay, dàn phiếc đây của nó rất là dài luôn. Nói chung là dàn phay của các cái dòng Kubota này thực sự nó rất là dài và lớn. Đây bà con nhìn thấy đây, cái cuộng nó dài hơn một găng tay. Dài hơn một găng tay đúng chưa? Hơn một găng tay. Rồi, con số 2 giá 14 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Bô bếp đen xì xám xịt này đúng chưa? Sơn chiếc của nó đẹp đẽ nguyên, riêng nguyên. Ok, giò bừng đây, đẹp đẽ khô ráo hết nhá. Khung gầm đẹp đẽ lắm, cực kỳ đẹp đẽ luôn. Rồi, tiếp theo là đến con số 3 con này thì các cái dòng Kubota này thì nói chung là thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai nữa là phụ tùng là cực kỳ thông dụng. Đặc biệt đó là cái độ trọng lượng của nó là trọng lượng tầm trung, nó chỉ tầm khoảng 90 đến 1 tạ thôi nhá, đến 1 tạ 2 thôi chứ không hơn. Đó, đến 1 tạ 2 đổ lại nhá, không hơn đâu bà con nhá. Thế bà con yên tâm là nó có thể lên xuống ruộng bậc thang, kéo thùng rơ móc. Chị em phụ nữ hay là các bác lớn tuổi là đều có thể xài được nó nhá. Rồi, TG750 giá 14 triệu là bao ship tới tận nhà. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 đây là con máy mà cũng TG750. Đó, con này giá cũng 14 triệu bà con ạ. Đây.
giá 14 triệu nhá. Nói chung là máy móc thì em chỉ quay nhanh và quay tổng quan thôi, tại vì là đôi khi là sợ quay lâu là bà con lại không quan sát được hết máy. Đó, đây, bô biết đen xị sẵn gì này đúng chưa? Chưa thì sơn, lúc máy đây. Động cơ OHV đèn đóm đầy đủ nhá, con này cũng 7 ngựa rưỡi này. 7.5 PS nhá. 7.5 PS đúng chưa? Đây động cơ Kubota OHV nhá. Đó, Kubota OHV. Rồi, đây. Rất là VIP luôn. Cốt lục giác nhá, bên trong lục giác, bên ngoài lục giác, rất thuận tiện cho mình gắn các cặp bánh lồng bừa đựng nước cày trâu này. Đó. Đây các cái hộp hiếc của nó đảm bảo hết. Con số 3 này, Kubota động cơ Kubota có lọc bụi bằng nhớt nhá. Tất cả các cái dòng máy đời cao này là đều có lọc bụi bằng nhớt hết nhá. Đó, đây đều có lọc bụi bằng nhớt hết này đúng chưa? Rất là đảm bảo luôn, chế chiếc của nó đẹp đẽ nguyên. Rồi, sơn chiếc đây. Được, ok. Đó, con này cũng có đi 8 số tiến. Đấy, 8 số tiến và 4 số lùi đây đúng chưa? Rất nhiều hàng số kết hợp với thỏ rồi như chậm này. Rồi là tay cài côn inox này đúng chưa? Có phanh này, phanh cũng inox luôn, con này rất đẹp luôn. Hai con này đẹp lắm, à, cực kỳ VIP luôn. Có tấm chắn đầy đủ hết nhá. Đó, dàn phay đây của nó đây. Nói chung Kubota thì nó chỉ sử dụng chung một cái dàn phay này. Kubota. Sơn chiếc của nó đẹp đẽ lắm bà con nhá. Đấy, nói chung là chưa sơn đụng chạm gì đâu, nhưng tại vì là đây là nếu em đem để tình trạng là rin nguyên nhá. Đó, rin nguyên. Rồi, một con máy này ship tận nhà thì nó hơi cồng kềnh. Yên nhưng mà yên trí bà con chỉ cần ngồi tại nhà thôi là em bên đang ship hàng tới tận nhà mà. TG750 con số 3 giá 14 triệu là bao ship tới tận nhà nhá. Bánh lốp đẹp đẽ, cốt lục giác. Bánh lốp đẹp đẽ này, bây giờ cốt lục giác này, bánh bánh đây. Bây giờ cốt lục giác nhá. Trong giáp bên ngoài lục giác này. Thì ok luôn, khô ráo sạch sẽ này. Chưa? Rồi. 14 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Tiếp theo là đến một con máy Honda. Đây là một con máy Honda mà cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà giá của nó lại cũng cực kỳ vừa phải. Động công suất cực kỳ lớn. Tay lái bằng inox, không bao giờ sợ reset. Rồi là bô lớn, bô vỏ bô inox này, con này đẹp lắm bà con. Vỏ bô inox chưa reset luôn nha, đúng chưa? Đó, con số 4 Honda F950, con này công suất là đến 8 ngựa của Honda. 8 ngựa Honda. Cốt lục giác, bên trong lục giác, bên ngoài lục giác này đúng chưa? Đó, bánh 500-12. Đó, tay lái inox. Con này thì chỉ có 6 số tiến và 2 số lùi thôi. Đó, nhưng mà con này thì nó rất là khỏe. Thực sự là cái con này cực kỳ khỏe luôn. Đây, bà con nhìn thấy các cái dè bừng, tấm dè bừng của nó còn rất là đầy đủ luôn nhá, đúng không? Cực kỳ đầy đủ luôn. Đó. Đây, con số 4 là giá là 10 triệu 500 nhá. 10,5 triệu là bao ship tới tận nhà luôn bà con ạ. Bao ship tới tận nhà luôn nhá. Đó. Bao ship tới tận nhà luôn á. Rồi, Honda. Đây, bà con nhìn thấy. Honda G300. G300 đó, công suất là 8 ngựa. F950. Rồi, tay lái inox này. Có tay lái inox nhá. F950 đúng chưa? Đó, đây là con Honda đấy, thực sự là nó xài rất ít. À, con này có còi này, có một cái còi này. Đó, đây tôi giật đây. Đẹp đẽ nguyên nhá, đỏ tươi. Bộ viên trắng tinh rồi. Chú qua gặp chị Trọng. Đây con này thì số của nó chỉ có 6 số tiến thôi. 1 2 3 4 5 6 số tiến và 2 số lùi. Thực chất ra 6 với lại là 6 số tiến với lại 2 số lùi thì nó không quan trọng, tại vì là chủ khi mình chạy trên đường là đi cũng số 4 là hết cỡ rồi. Tại vì nó rất là nhanh. Đó, và kể cả khi sới thì chỉ đi số 1, số 2 thôi. Được chưa? Rồi, có công tắc tắt máy khẩn cấp này. Có gài côn. À, con này có thỏ rùa nhanh chậm trực tiếp ở trên tay côn luôn nhá. Rất là VIP này. Đó, tay là con Honda đây. Có còi này, có còi này. Có côn chuyển hướng, bóp trái, chuyển trái này. Có phanh này, có phải chuyển phải này. Gài côn thỏ rùa nhanh chậm trên tay nhá. Đó, có nhả trên trống này. Có số thỏ rùa của dàn phay nhá. À, em quên là mấy con Kubota này là có số thỏ rùa nhanh chậm. Có số thỏ rùa nhanh chậm của dàn phay hết rồi con nhá. Đây có số thỏ rùa nhanh chậm của dàn phay hết này. Nhanh và chậm thỏ rùa nhá, đầy đủ hết. Được chưa? Rồi, Honda đây. Tất cả mọi con máy đều sẽ có bánh lái đuôi bà con nhá. Bà con kiên trí. Tất cả mọi con máy đây, Honda đây. Thì đây mấy con này thì nó cũng là dày dạn này, liềm chưa mòn tí nào luôn. Được chưa? Liềm sới chưa mòn luôn này. Đó, cực kỳ ok luôn. Đó, đây em quay tổng quan đi là cho bà con này mọi người thấy chưa? Được chưa? Rất là ok luôn. Thực sự con này rất đẹp. Đó. Rồi, thích nhất là của nó là tay lái inox này. Tay lái inox 100% nhá. Đó, nên là nó sẽ rất là đảm bảo. Đó. Hôm nay thì cái lượng người đi cũng khá là đông nha bà con. Rồi. À, cái dàn phay này cũng có thể tháo tách rời ra, dàn phay của các dòng Kubota này cũng 80 phân. Tất cả của dàn phay của các cái sới đuôi hôm nay là đều 80 phân hết bà con nhá, 80 phân hết bà con nhá. Đó nên bà con yên tâm là sới đất cứng, đất thịt, đất pha cát, đất sỏi đá, đất có cỏ là nó đều sới được hết bà con nhá.
Honda F8 F950. Cái bác gì ở trong nhà bác Hảo bác ra trả tiền đi sao? Đâu? 950. Đây Honda vỏ bô inox này, nhìn chưa? Cực kỳ VIP luôn. Con này động cơ tầm trung thôi, có một cái đèn, có một cái đèn bằng thủy tinh. Đó, cực kỳ có cục tạ này. Đó, lốc lắc sạch sẽ khô ráo hết nhá. Và con kia yên tâm. Rồi, cốt lục giác của bánh đây. Bên trong lục giác này, bên ngoài lục giác này, đúng chưa? Cực kỳ VIP luôn. Bánh rất là to, bánh 500/12. Hộp xích cực kỳ lớn luôn. Đó. Và con yên tâm là sới đất cứng đất thịt, bừa rung bừa đầm. Làm diện tích nhiều hay là làm công việc nặng thì các cái dòng này nó sẽ đáp ứng lại được hết bà con nhá. Rồi, con số này, con số 4 giá là 10.500.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đó, 10.500.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con. Honda con này cực kỳ đẹp luôn bà con. Cực kỳ VIP luôn, rất là chắc chắn hầm hố, thực sự con này cực kỳ chắc chắn. Rồi, tiếp theo là đến một con máy số 5. À, con máy số 5 là con TG750. Rồi các cái dòng này nói chung là cũng giới thiệu thì cũng là một phần thôi, nhưng mà cũng sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Tại vì là tính năng của nó thì đây, chỉ có quay vẻ bên ngoài thôi. Đây đẹp đẽ này, TG750 nhá, đúng chưa? Đó, máy móc đây. Thực sự mấy con này nó cứ đa ná với nhau thôi. Giá con này là 13.500.000 bà con nhá. 13.500.000 là bao ship. Đó, cốt lục giác đây. Bên trong lục giác, bên ngoài lục giác nhá. Bánh rất là lớn. Đây cũng 7.5 PS. 7.5 PS này. 7,5 nhá. 7,5. GH250. Động cơ là Kubota OHV nhá, Kubota OHV. Đó, có lọc bụi bằng nhớt này. Trời, máy móc này rất là liền lạc luôn, mấy con này liền lạc lắm. Kubota lô này về nói chung là rất là ưng ý. Thực sự cực kỳ ưng ý luôn. Rồi. Rồi, có cũng 8 số tiến này. 8 số tiến 1,2,4,5,6,7, 8 số tiến và 4 số lùi nhá. 8 số tiến, 4 số lùi. Có gài côn trên tay. Côn chuyển hướng, bóp trái, bóp phải, chuyển phải, gài côn trên tay, thỏ rùa nhanh chậm, thành 8 tiến 4 lùi nhá. Đó. Rồi. Đây, dàn phay của nó đây bà con. Đây, dàn phay của nó đây nhá. Được chưa? Cũng chưa có mòn biết gì cả. Liền sới của Kubota là lúc nào nó cũng thanh mảnh như thế này nhá. Chứ nó không có dày cộp như các cái dòng Honda như này, hoặc là như dày như răng ma đâu. Đó, các tấm chắn tấm trước đằng sau đẹp đẽ hết nguyên nhá. Ok chưa? Rồi, bánh lái đôi. Đôi đây đầy đủ hết. Để xoay nhá. Ok bà con. Rồi, con này thì giá 13.500.000 là bao ship, con số 5 nhá. 13.500.000 là bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi, con TG750 cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp. Và cốt lục giác gắn được tất cả các cái phụ kiện ở đây nhá, bánh lồng, cày trâu, bánh bám. Mới cũ đều được hết. Rồi. 13.500.000. 13.500.000 bao ship tới tận nhà cho bà con. Tiếp theo đến con máy TG750. Đó. Cần số màu vàng bà con nhỉ, cần số màu vàng luôn. Đúng chưa? Số màu vàng đây. Rồi, con này là con máy, cũng là con máy TG750. Còn rin nguyên, cục tạ còn rin này. Còn nguyên bản của nó hết này. Đó, và bánh lốp của nó là đẹp đẽ này. Đúng chưa? Bánh lốp không đạn đứt nhá. 500/12. Kỳ VIP luôn. 750, Kubota. Con này là động cơ 7,5 ngựa. Có 8 số tiến và 4 số lùi. Đó, bô vít đen xì, con này thì hơi bị chảy sơn xíu thôi, nhưng mà không quan trọng. Vấn đề của nó là nó còn mới, còn đẹp. Thực sự là con này là chưa có bị lốp, chưa có đạn nứt. Có cục giác đây. Đó. Thì ok luôn, đúng chưa? Đó. Rồi, Kubota động cơ UHV, ốc áp của nó đẹp đẽ hết nhá. Đó, thì bà con cứ quan tâm dòng nào hay là xem dòng nào thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Em sẽ quay chi tiết lại từng con cho bà con nha, xem nhá. Ok. Đây, đèn đóm đầy đủ, động cơ OHV, cục tạ rin nguyên, giò gầm đầy đủ hết, sạch sẽ khô ráo. Đó. Giá con này là 14 triệu bà con nhá. 14 triệu là bao ship tới tận nhà rồi bà con. 14 triệu nhá. Đó. Chúng mấy con này đẹp lắm bà con. Còn xăng đỏ của Nhật luôn này. Xăng đỏ của Nhật luôn nhá. Nguyên xăng đỏ của Nhật luôn. Bên Nhật đa số xài xăng đỏ thôi. 14 triệu bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi. Liềm sới của nó đây. Liềm sới của này cũng đẹp đẽ này. Chưa? Chưa có mòn khuyết gì cả. Chưa có mòn khuyết cái gì hết. Thì ok luôn. Dàn phay này có thể tháo tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, còn mấy lồng bừa rụng nước rụng thụt nhá, kéo thùng ra đúng không? Rồi. Đấy, số thì cũng có 8 số tiến và 4 số lùi. Thì biết luôn. 1,2,4,5,6,7, 8 số tiến nhá. 8 số tiến và 4 số lùi. 1,2,4,5,4 số lùi nhá. Đó. Dây giật trên tay trắng tinh này, đúng chưa? Dây giật trắng tinh luôn. Rồi cần số màu vàng này, có gài côn này, có thỏ rùa nhanh chậm này.
có phanh này. Đó. Có côn chuyển hướng, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải, gài côn trên tay. Đóng le trên tay, giật nổ trên tay nhá. Đó. Ok. Giá 14 triệu là bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi, ok. Tiếp theo là một con máy Mitsubishi. Con Kubota này nhìn rất là nền nỉ luôn, thực sự là rất thích dòng Kubota. Rồi, tiếp theo đến con máy Mitsubishi Shibura KH852, công suất là đến 8 ngựa rưỡi của Mitsubishi. Con này hiện tại là một con máy mà đời rất là cao. Đời cực kỳ cao rồi bà con. Con này hiện tại đang sử dụng một cái động cơ là động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV. Là một trong những cái phiên bản động cơ đời cao nhất của máy xăng bây giờ. Nó cao hơn cả Kubota bà con. Cao cả Kubota nhá. Đây. 8.5 PS bà con nhá, 8,5 PS. Ốc áo của nó đẹp đẽ nguyên này đúng chưa? Đó. Đây. Thì ok luôn. Giò gầm đây bà con nhá. Giờ vào ươm hết. Cục tạ đây. Mitsubishi Shibura OHP. Có lọc bụi bằng nhớt nhá. Bằng nhớt này. Đó, động cơ OHP bà con. Đó. Các cái dòng động cơ này thì nói chung là nó sẽ, các cái dòng động cơ máy xéo máy nghiêng này thì nó rất là tiết kiệm xăng, đặc biệt là độ động cơ của nó là độ êm của nó rất là cao, độ êm cực kỳ cao, nói chung độ êm của nó còn êm hơn cả Kubota. Rồi, con này thì kích thước của dàn phay cũng 80 phân cho dàn phay này nhá, 80 phân cho dàn phay này. Và cũng bằng Kubota, kích thước chiều dài, chiều cao, chiều rộng, chiều cao hay là cái gì đó đều bằng Kubota hết. Có tầng thỏ rùa nhanh chậm này, tầng thỏ rùa nhanh chậm nhá, đây. Con thỏ con rùa này đúng chưa? Có 6 số tiến và 2 số lùi, 6 tiến 2 lùi nhá. 6 tiến 2 lùi. Có tay ga trên tay, có phanh này, cái này có phanh luôn nhá. Cũng có phanh luôn. Đó, bánh lái xoay đây, đầy đủ hết. Cần số. Có cần nhả chân trống. Có số thỏ rùa của, có số thỏ rùa nhanh chậm của số sới nhá, của dàn phay. Rồi. Đây bà con. Sẽ quay trực tiếp dàn phay thôi. Rồi đây, dàn phay đây bà con. Đó, con này thì nói chung là cũng rất là ok, đẹp đẽ. Dàn phay rất là lớn và rộng và dài và to. Con này thì ưu điểm của nó đó là cũng là cốt lục giác, nhưng mà nó là cốt lục giác đặc sệt luôn. Đặc sệt vào con nhé, chứ không phải là cốt rỗng như các dòng Kubota này. Đó, đúng chưa? Không phải cốt rỗng thôi nhá, mà cốt này là cốt đặc sệt luôn này, đúng chưa? Siêu đặc luôn, không bao giờ sợ lở loét hay là gãy cốt gì hết á. Cực kỳ VIP. Đó. Rồi. Bô viết của nó đen xì xám xịt này, đúng chưa? Hơi có cái gì đó dính dính như này nó cháy thôi. Đó, còn vỏ bồ nó xám xịt hết nhá, đen xì hết. Máy rock khô ráo sạch sẽ nguyên, đúng chưa? Rồi, con này thì giá của nó là đi 13.800.000 này, 13.8 triệu nhá, là bao ship tới tận nhà cho bà con. 13.8 triệu bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đó, một con máy đời cực kỳ cao, nói chung là đây là một cái phiên bản động cơ đời cao nhất của Mitsubishi bây giờ. Máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV. Rồi, cục tạ rin nguyên, bánh lốp đẹp đẽ nhá, bánh lốp đẹp đẽ này, trắng tinh hết, cốt lục giác. Dàn phay tháo tách rời nhá, thỏ rùa nhanh chậm của dàn phay, thỏ rùa nhanh chậm của số đi. Côn chuyển hướng bóp trái phải đầy đủ hết. Rồi, tiếp theo là đến con số 8. Con máy dầu là VIP quá, mà con này nhìn từ xa thôi nhìn thấy nó đẹp quá. Rồi, con số 8 là một con máy là đến từ thương hiệu là Zhangma. Zhangma IG8, đây là một cái phiên bản mà động cơ là nổ êm nhất trong tất cả các cái dòng máy xăng ở đây. Nó êm hơn cả Mitsu, nói về Zhangma tại vì là nó thiết kế một cái ống bô rất là ấm và êm. Rất là kín kẽ. Đó, nhưng mà xả nhiệt thì rất là tốt. Đó, cụ Zhangma này thì nói chung là đây, động cơ Zhangma, động cơ máy xéo, máy nghiêng OHV, máy 8 ngựa của Zhangma nhé bà con nhá. Cũng có 8 số tiến và 4 số lùi. 8 tiến 4 lùi. Đây động cơ này, OHV Zhangma, các cái dòng Zhangma nó lập logo nhập nổi trên dòng OHV động cơ luôn. Đó. Zhangma. Con này được công suất là đến 8 ngựa này. 8 PS này, đúng không các bạn? 8 PS nhá. 8 PS 8 ngựa. Rồi, của 220 Zhangma OHV, OHV. Đó, con này thì đèn đóm đầy đủ hết bà con nhá. Nói chung là một cái thiết kế của nó cũng đời rất là cao. Đặc biệt là có nhiều số, nhiều tính năng, nổ êm. Này các cái tấm mạ chrome của nó còn rin nguyên. Đúng chưa? Mạ chrome của nó còn rin nguyên nhá. Rồi, số của nó đây, nó sẽ có đi 1 2 3 4 5 6 7 8 số tiến này. 8 số tiến và 4 số lùi nhá. 4 số lùi. 1, 2, 3, 4 này. 8 tiến 4 lùi. Kết hợp với là thỏ rùa nhanh chậm trực tiếp ở trên tay đây. Có gài côn này. Gài côn này. Thỏ rùa nhanh chậm này. Có phanh này. Đóng le để giật nổ này. Đóng le này, mở le này. Đó, rồi là giật nổ trên tay này nhá. Này, giật nổ trên tay luôn. Tuyệt vip. Rồi là tay ga trên tay. Công tắc tắt máy trên tay.
Đây là công tắc tắt máy nhá. Còn công tắc đèn đây, rất nhiều tính năng. Có côn chuyển hướng, bóp trái chuyển trái. Rất nhẹ luôn này. Bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải nhá. Đó. Rồi, hộp xích rất là lớn luôn. Con này cũng có số thỏ rùa nhanh chậm. Đây, thỏ rùa nhanh chậm của số sới nhá. Số sới đây, số phay. Ưu điểm của con này nữa đó là bánh cốt của nó là cốt lục giác, cốt đặc sệt luôn. Các con nhìn thấy này, cốt đặc sệt nhá, đúng chưa? Không có lỗ. Không có lỗ liếc gì hết. Chỉ có lỗ chốt thôi. Cực kỳ đặc luôn. Đó, đúng chưa? Giò gập đẹp đẽ hết nhá. Dòng ma sạch sẽ đầy đủ hết. Tám ngựa thì bà con không phải suy nghĩ là nó yếu hay khỏe đâu. Tám ngựa thì không phải suy nghĩ nó yếu hay khỏe. Cực kỳ mạnh mẽ bà con. Đó, dòng ma IG8 con này là giá của nó là 12.800.000 thôi. 12.800.000 con số 8 nhá, là bao ship tới tận nhà. Đó. Dòng phay đây đẹp đẽ nguyên, bà con nhìn thấy này. Nó đang thiếu cái bửng, em sẽ cho cái bửng đầy đủ hết vào cho bà con nhá. Đó, đầy đủ. Đây bà con, đây là gầm giàn phay của nó. Giàn phay của nó đây. Rất dài, lớn, rộng và to. Nam ơi, tí đợi quay nhuộm tóc nữa. Tí đợi quay nhuộm tóc nữa. 12.800.000 con răng mai IG8 nhá. Bao ship tới tận nhà, động cơ máy xéo, máy nghiêng OHV. Đời cực kỳ cao của răng ma. 12.800.000 thôi, là bao ship tới tận nhà bà con nhá. Rồi ok, tiếp theo đến con răng mai. Răng ma chạy dầu. Cuối cùng cũng đến con răng ma chạy dầu này. ITA 5S. Đẩy con, đẩy đẩy con máy vào trong nhà thôi nhá. Đẩy con nào anh? Này này, tiếp con cào cào với nhá. Răng ma ITA 5S là một con máy mà động cơ 5 ngựa chạy dầu của răng ma. Đây là con máy mà vừa đề nổ và vừa giật nổ và chạy dầu bà con nhá. Đó, cực kỳ VIP luôn. À, kích thước của nó cũng bằng mấy con máy xăng này thôi. Trọng lượng, kích thước nó bằng thôi. Nhưng mà nó là chạy dầu. Đó, răng ma. Rồi con đây này. Răng ma Aircoolet Diesel Engine. Diesel răng ma nhá, ITA 5S. Con này rất là VIP luôn. Thực sự cực kỳ VIP, con này em không báo giá bà con nhá. Bà con quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho bên em nhá. Đó, em sẽ báo giá trực tiếp cho động cơ răng ma L50 đây. L50 đây nhá, rất là VIP luôn, có lọc bụi bằng nhớt này. Đèn đóm đầy đủ, chưa phải vỡ móp méo gì hết. Đó, con này thì siêu VIP luôn. Thực sự con này rất đẹp bà con, đời cao của răng ma. Đây, có bánh lồng cốt lục giác bên trong, lục giác bên ngoài lục giác nhá. Bánh của nó đẹp đẽ nguyên này, nó tươi hết này đúng không? Ok luôn. Giàn phay có thể tháo tách rời nhá. Đó, chắc chắn. Máy dầu nhưng mà vẫn có 8 số tiến, 1 2 3 4 5 6 7. 8 số tiến nhá, 5 6 8 số tiến và 4 số lùi này. 8 tiến 4 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm đây. Trực tiếp ở trên tay nhá. Nói 8 số tiến vậy thôi nhưng mà mình chắc ít khi dùng số 8 lắm, tại vì là vòng cua của nó rất là nhanh khi mà vào số 8 qua tầng thỏ. Đó. Có phanh này, có gãy côn trên tay nhá. Đó. Cực kỳ VIP luôn. À đây có chìa khóa đề nhá, cất chìa khóa đề đi. Cất chìa khóa đề đi rồi. Đó, đầy đủ hết bà con, kiên chín. Rồi tay ga trên tay. Đó, có côn chuyển hướng nhá, đầy đủ hết bà con, kiên chín. Rồi ok. Đây động cơ máy dầu đây bà con. Máy dầu đi nhá. Dầu đây. Còn các cái tấm màng cách nhiệt giảm âm này của nó còn rất là ok luôn. Cái tấm này không phải bằng nhựa đâu bà con nhá. Tấm này là bằng sắt đấy, bằng sắt nhá bà con, nhìn thấy sắt chưa? Sắt thì rỉ sơn này, đun sơn nhá. Đó. Rồi ok, có lọc bụi bằng nhớt đây, hệ thống làm đẹp, hệ thống của nó rất là ok luôn nhá. Răng ma. Rồi. Con nào thì em không báo giá đâu, bà con ok quan tâm dòng nào thì cứ báo cho bên em nhá. Cứ gọi trực tiếp cho bên em. Rồi. Tiếp theo là đến một con máy cuối cùng của Mitsubishi. Và em hồi nãy em có giới thiệu là có 10 triệu đồng thôi. 10 triệu đồng bà con nhá, 10 triệu đồng bao ship tới tận nhà. Con này là một con máy Mitsubishi công suất 7 ngựa của Mitsubishi, thương hiệu Mitsubishi. Đó, à, hiện tại là đang sử dụng động cơ 7 ngựa. Con này thì là nó đặc biệt ở một cái điểm là khung sườn của nó là dạng là của máy dầu, máy lớn. Và nó sử dụng cái hệ số là hệ số côn lá của các dòng máy dầu to nhá. Nên là nó cực kỳ khỏe và nó bền. Nó sẽ cực kỳ khỏe và nó bền. Đây là một cái phiên bản thiết kế đời tầm trung thôi chứ không phải đời cao. Nhưng mà nói về độ chắc chắn sẽ đảm bảo một câu rằng là bên các cái dòng máy này, độ bền của nó sẽ không bao giờ bằng cái sườn của con máy này. Đầu máy thì sẽ không so sánh, nhưng mà nói về cái sườn, các cái dòng kia sẽ không bao giờ bền bằng cái con sườn của con Mitsubishi này. Thứ nhất là cái khung sườn của nó là nó cực kỳ to, cứng, hộp số của nó cực kỳ to nhá. Tuy nó ít số thôi, số của nó chỉ có 6 số tiến thôi, 2 số lùi thôi, nhưng mà cái hộp số của nó cực kỳ to và dày dặn, cực kỳ to và dày dặn. Nó đỡ nguyên một cái đầu máy mà con thấy là cái sườn này là của sườn của máy dầu. Đó. Cực kỳ dày luôn nhá. Đây. Rất là to lớn này, đúng chưa? Đó, và nó xài côn lá
thì cái côn lá thì nó sẽ mang lại cho đây. Bà con nhìn thấy là cái thiết kế này giống như một chiếc máy dầu nhá. Và chiếc côn lá này bà con này, nó nhả giống như kiểu chiếc xe tay côn của mình ấy. Khi mình nhả ra cái nó bám là nó chạy, bóp lại là nó ngắt nhá. Nó giống như xe tay côn của mình thôi. Đây này, nhả côn ra là chạy này. Đó, đó. Còn thì kéo lên là ngắt này, kéo về đây là phanh này là đứng lại luôn nhá. Tích hợp trong một chiếc gần này. Đó, có côn chuyển hướng, bóp trái, chuyển trái, bóp phải, chuyển phải này. Đó, rồi là gài côn trên tay đây, nhả côn đây. Có số thỏ rùa nhanh chậm của số đi, thỏ rùa nhanh chậm của số đi nhá. Và có số thỏ rùa nhanh chậm của số sới. Tức là con này là nó xài cái số sới, là nó ăn số sới của nó là ăn trực tiếp vào hộp số luôn, chứ không không phải là số sới của nó là tách rời đâu nhá. Các cái dòng này số sới đều tách rời hết, đều tách rời đuôi hết. Nhưng mà con máy này nó tích hợp sẵn trong hộp số. Đó là một cái điểm ưu, nói chung là cái ưu điểm của nó để mà sới đất cứng, đất thịt, đất pha cát, đất sỏi đá, đất có cỏ hay là đất ướt. Con này nó sẽ đáp ứng được những công việc đó, việc nặng làm việc nhiều nhá. Đặc biệt là cái cốt này của nó đây. Cái cốt này của nó là cái cốt mà đặc sệt luôn, đúng chưa? Đặc sệt nhá. Đó. Sệt luôn. Đèn đóm đầy đủ hết rồi con nhá. Công suất 7 ngựa bô đây. Con này là thiết kế, nó là một cái đời tầm trung, nó thiết kế đời thô thôi, nhìn nó không, cảm giác nó không có sự gì đó gọi là bắt mắt hay là nhìn nó mới mẻ cả. Nhưng nói về độ bền thì riêng hộp số và dàn phay sẵn sàng bảo hành cho bà con đến 2 năm trời. Đó, riêng hộp số con máy này. Rồi, giá của nó chỉ có 10 triệu đồng, 10 triệu đồng là bao ship tới tận nhà cho bà con nhá. Đó. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video, đặc biệt là cũng đồng hành trong tụi em trong thời gian vừa qua. Đó. Chúc bà con một năm mới sức khỏe bình an, khang thịnh vượng, hành thông trong tất cả các công việc bà con nhá. Và bà con có nhu cầu chốt con máy nào thì gọi trực tiếp cho bên em nhé. Em để bên dưới số điện thoại, em để ngay bên dưới phần mô tả video. Đó, các phụ kiện như là cày trâu, cày lật, bánh lồng gì đó này, bên em có sẵn hết. Bà con có mua được cái nào thì em sẽ báo giá trực tiếp cho bà con nhé. Rồi ok, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Em chào bà con.